Hôm nay bác Sinh lại có tác phẩm gì đây? Vâng, chào các bạn nhé. Hôm nay tôi làm đến cái cây gỗ chắc bonsai. Và cái loại cây gỗ chắc này thì nó là cực kỳ là bền cây. Cứng lắm bạn nhỉ? Cứng lắm, khỏe. Gỗ chắc bonsai nhé các bạn nhé. Hôm nay tôi làm cây gỗ chắc là dán bạc phong. Bây giờ nó đang ung tùm như này, rồi ra ngoài định hình để đưa nó về dáng mặt phong kia. Ui rồi cứng lắm. Cắt bỏ xong rồi tôi sẽ định hình, rồi sau đó vặt hết lá. Ui dù dù nhà bác nhỉ. Để chơi dăm. Đấy. Bây giờ bắt đầu mới việc đầu tiên là phải tuốt hết lá đã. Cái này chịu khó tuốt, nó như là tuốt rau ngót đấy, để nấu canh ăn đấy. À, cây này lá nó ăn được thì phải. Rau hôm nay đắt chết rồi. Rau đắt nhưng mà cái này thì vặt bỏ ăn được thì lại tốt quá. Đấy là như rau ngót rồi, tuốt là như rau ngót rồi. Tuốt xong mới cắt hả bác? Hả? Tuốt xong mới cắt à? Tuốt xong thì bây giờ phải tuốt sẽ cái những cái cây khác thì mình cắt xong thì vặt lá, những cây này để phải vặt lá xong mới tuốt, mới cắt, mới chặt. Ừ, đang quay. Đấy. Tuốt như là rau ngót. Khi làm xong thì các bác sẽ thấy có một cái tác phẩm cây gỗ chắc dáng bạt phong. Tuốt từng cái một. Không khác gì mình ngồi làm một bữa rau ngon. Uống nó rất dai. Ê, bác phải trồng cây nào mà vừa làm cây cảnh bonsai vừa có lá quả ăn được? À, chắc cây sung nhỉ? Đấy, lá sung ăn gỏi. Quả sung thì làm dưa. Trồng cây sung chả đến tôi làm cây sung to tướng rồi. Mua cái sung dáng trực lùn, em quay cái sung nó đang lập. Cái này khoảng độ nửa tiếng nữa tôi làm xong thì quay tiếp. Nay thứ bảy rồi, à thứ mười tối là. Cái này nó hơi ngược sáng nên nhìn lộc cũng khó. Quả này nó dài phết nhở, hôm trước. Từ lúc đem về vẫn thấy đây. 2 tuần rồi đấy. Nó rụng hết chứ còn có 2 quả đấy, chứ còn hôm trước xuống xem là cây nó sai quả, các cái dâu đấy đầy. Hy vọng là ngày mai thỉnh thoảng là có bắt dưa sinh sản. Thế mà mặt của cháu nước đây thì này tuốt không khác gì trong ngon. Đây, chỗ này có cái sung con đấy. Con này khéo phải mua ít ít gì nhỉ? Nem à, về ăn với lại lá sung không thì nó lại già mất. Đấy, mấy quả sung này trưa nay có khi phải làm việc luôn đi, không nó già như bên cạnh nè. Phí phạn. Trưa nay cắt nốt vào
Thưa ơi, gớm cho vào thịt, hầm với thịt. Dưa làm gì cho nó ăn nó mặn. Quả cũng to. Cái con đất này nó dây đến đâu nó mọc thế. Nó mọc cây con này. Ơi nhà bác lại mua những cái lãng hoa này chuẩn bị Tết rồi à. Còn hoa cúc sôi à. Chúm chím hết nụ rồi, khéo đến Tết là nó mở tung tóe ra. Còn 2 tuần nữa mới Tết luôn à. Vâng, thì bây giờ là chúm chín nụ rồi. Đã sắp đến Tết rồi. Ngắm cá kia ơi. À, cái bể cá của bác Sinh hơi bị hoành tráng đấy anh ạ. Tung tăng cá lượn. Thò tay vào nha. Ây à. Đấy. Mình kiểu như là tưởng mình cho ăn đấy. Bây giờ nó quen thế. Vậy mà khi cứ ra cái là nó chạy đi. Bây giờ ra cái để tay tưởng ấy con này gần đớp lên này. Kể cũng vui mắt nhỉ. Ôi cũng tỉ mỉ quá bác ạ. Đấy phải làm thế này chứ. Phải tuốt như là tuốt lá rau ngót này. Sau tí nữa tôi mới tháo bỏ hết những cái dây. Uốn dáng bật phong rồi, bây giờ không còn một cái dây nào nữa, sẽ tháo sạch ở cái cây này. Là có thể đi chơi được rồi, đi chơi hội được rồi. Cho tác phẩm gỗ chắc này đi chơi chảy hội xuân được rồi. Cố gắng trong vòng khoảng tiếng đồng hồ là xong cây này thôi. Xong rồi tháo dây. Tháo hết dây đi xong rồi là lấy kéo chỉnh trang. Vậy là cái thức ăn để nuôi cái cành của cái cây này là chỉ mới cái vỏ vỏ đấy thôi hả bác? Thế thôi. Còn những cái chỗ mà trắng trắng đây thì là lũa. Đây này.
đoạn tí quay cận cảnh cái này nó còn có vệt sống thế này thôi mà nó khỏe lắm. Mà gỗ chắc thì các bác rồi, nó như là sắt nguội, không phải lo gì cái khâu nó mục nát cả. Rất sướng. Này. Thế mình cái hồi trước là nó màu đen xì nhưng mà tôi quét cái đưa cái sơn trắng vào nhìn cho nó nổi tí rồi. Đấy, ý muốn hỏi bác là có cần đây nhất này. Thiết là phải bôi cái sơn trắng không? Cái cứ để bonsai Nhật Bản mới không bôi đi. Cái cây hoa điệp Lào của bác cái này hai hôm nữa thì ra hoa hơi bị rực rỡ. Ôi giời ơi, nụ chi chít luôn. Này mà mùng 1 Tết mà nó nở thì thích lắm. Mà hôm nay có hoa như này rồi thì chắc Tết lại hết mất. Mai mà nó nở, ngày kia nó nở như một lãng hoa luôn. Sao mà cái hoa này nó lại không bền giống như hoa lan nhỉ? Cái cây mộc, ôi cái cây mộc này hoa không thể chê vào đâu được. Buổi sáng mở cái cánh cửa của cái phòng khách ra, mùi nó thoang thoảng đẹp quá. Này mà cái cây mộc bây giờ nó ra hoa như thế rồi thì 2 tuần nữa Tết thì nó có còn không nhỉ? Cái hoa cái cây mộc này cái mùi hương của nó dịu dàng, nó không giống như hoa ly nó lại nặng mùi quá. Bác vặt lá xong rồi à? Ừ, xong rồi đấy, bây giờ là đến cái công đoạn là tháo hết dây ra thôi. Tháo hết dây ra là xong. Tháo hết dây xong lấy kéo mới chỉnh chứ, mới lọc răm rồi chỉnh cho nó những cái vị trí nào mà nó mọc ngược theo chiều gió thì mình phải cắt bỏ. Thế là mình cắt bỏ những cái răm xanh này à? Không, răm xanh phải để. Đó là cái cuống lá mà. Đây đây, xong rồi tháo hết sạch dây này. Cây này sẽ là không còn một sợi dây nào nữa. Bởi vì tôi làm cây này tôi đã vào dây được phải đến 2 năm nay rồi. Để định hình ấy.
hôm nay sẽ tháo hết, không còn để. Sau đó bắt đầu mình lấy kéo cắt chặn những cái nào nó dài quá thì ngắn bớt đi, những cái nào ngắn thì để nuôi để cho nó đuổi kịp cái dài. Thế và cái nào mà vì đây là dáng bật phong mà, cái nào mà nó ngược trở lại so với cái chiều cây ấy, mình đang lấy thế dáng bật phong ấy, thì cắt bỏ. Còn không cần uốn nữa, cây này giờ không cần dây nữa, cứ thế chơi, không bao giờ phải nghĩ chuyện dây dợ vào đây. Vì bản thân là gỗ sắt này nó cứng, nó đã thuần rồi, nó đã gọi là chín rồi thì không sợ. Đây, tháo hết dù dây to dây bé là tháo hết, khoảng độ 10-15 phút nữa là đấy, kéo bấm rất đẹp. Thôi tạm dừng được. Ôi, bác đã tháo hết sạch được dây rồi à bác ơi? Tháo hết rồi đấy. Ồ, nhìn cũng đẹp nhờ. Đấy, sau đoạn tí em quay. Bác quay đi, quay ngang cái đấy đi này. Đấy, thì nhìn thế thì mi. Bây giờ là việc còn lại là để chặn những cái này thôi. Đấy, để cho nó xuôi theo chiều gió thôi. Những cái gì mà nó chổng ngược lại là mình cắt bỏ. Tất cả phải bắt theo chiều gió thì mới được. Thế mi gọi là dáng bật phong. Bắt sang một bên. Đây này. Ví dụ như cái này này. Thì bây giờ phải thêm một cái dây nhỏ chỗ này. Đây nha, ví dụ cành này á là vừa rồi mình để rông thì nó quắt ngang này, bây giờ phải thêm một cái dây chỗ này để khóa nó lại. Đây, đấy, cho nó lên đây khóa vào. Cũng cực kỳ phết bác nhỉ. Khóa nó thế này. Đấy, để sòng đánh thế này. Đấy. Thế thì nó mới bật phong chứ. Đấy, đi nó mới bật phong chứ. Cho dịch lên một tí. Rồi, xong. Bây giờ tất cả những cái lớp phất phía trên mà nó theo cái hướng ngược lại thì mình cắt bỏ. Đấy. Sau khi chỉnh xong là ổn rồi, cứ đi đây đi chơi thôi. Đây. Xong em quay cái cận cảnh cái gốc, từ gốc lên anh em thưởng thức cái gốc của cây, cái bệ của cây gỗ chắc rất hay kết hợp với lũa. Đấy, đây nha, gỗ chắc thì cái rễ của nó mọc cây tử cứ mọc lung tung nha, mọc chỗ nào cũng có thể mọc được cho nên mình không lo. Đấy, chỉ chọn lên độ hai cây thôi, hai cây tử nó gọi sau này nó ra lộc, nó phảng phất ở dưới gốc này, chỉ hai cây này thôi. Đấy. Còn nó bình thường nó mọc tất cả dễ dễ này luôn. Ôi cái chỗ này nó có cái xanh xanh này bác. Đấy là cái... Nó là cái mốc, cái rêu của nó đấy. Cái mốc, cái rêu, vỏ cây. Đấy, thế sau đó là đây này. Toàn bộ dáng mặt phong là đã hình lên mô hình xong. Bây giờ anh đứng anh bê lên. Em chụp kiểu này. Đây. Một kiểu nhìn vào cây. Đấy.
Rồi. Đấy là cái tác phẩm mà gỗ chắc dáng Bạch Phong đã xong nhá. Em thui em quay lấy gầm này. Rất đẹp. Sợ gầm chậu à? Quay lấy gầm cây chứ. Gầm cây anh Nhơ này để quay lấy răm. Quay chi lấy gầm chậu. Tưởng thấy thò cái rễ ra. Ôi giời, thì rễ dưới này nó đây này. Đây. Mình ngâm nước này. Đây. Đấy. Rồi, tắt máy. Đang chúc mừng bác có tác phẩm đẹp. Đây đây, anh em quay anh bê luôn đến cái chậu đằng kia để cố định. Đây, vị trí của nó đây. Vị trí của cây này đặt ở đây. Rồi. Đấy. Đúng vị trí của cây gỗ chắc dáng Bạch Phong đặt đấy. Đấy, nó hình lên trên nền tường nhìn được không? Đi sâu vào. Không lắm bởi vì bên trong nó có những cái cây nó lấp. Đấy, thế thôi, đặt đúng vị trí chỗ đấy. Bên cạnh cái cây mai chiếu thủy kia. Đấy, cây mai chiếu thủy tôi vừa làm xong để đêm mai cho đi hội đấy. Xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bác xin cho những cái tác phẩm mới, tác phẩm đẹp hơn.